giờ game hết ra. Mười. Đối với mười. Ủa quá. Gì kỳ vậy? Đó là mình xăm 3 rồi xăm 4 lần. Vậy hả? 18, 15. Đây là 33 nè, 33 ăn 30 được nè, phải không? Với 25 luôn. Mình tới lưu tới mà không được lưu gì. Trời. Đi một miếng sâu hơn. Đây, đỏ đi. Tối đầu. Quảng cáo của ai vậy? Quảng cáo kìa.
nhưng mà trò khác á, trò hồi nãy á. Gì đó mà quảng cáo hoài vậy? Cái trò hồi nãy á cha. Trời ơi, mình cũng đang làm chuyện chơi trò khác hả cha? Đây là lịch sử rút tiền của mình và mình đã rút thành công.